con trai có hai cái khoái phá phách và chọc con gái. Con trai vốn có tính khùng điên, con gái rất lấy thương là làm phiền. Con trai tính hay nói dối, thích người ta mà miệng thì cứ chối. Tôi đâu có mê con nhỏ kia mà sao nó cứ theo tôi hoài. Nghe những gì con trai nói, đừng nghe những gì con trai nói. Con trai tính hay là cà, đầu đường cuối xóm bê tha. Nhưng khi trái tim mơ mộng, mấy cô nàng đôi mái cũng hỏng đi. Con trai thích trồng cây si ngõ nhà nàng hay nơi cuối lớp, run run theo nàng đi trước rồi lon ton anh cứ muốn làm quen. Đừng nghe những gì con trai nói, đừng nghe những gì con trai nói. Lệ tuôn rơi rồi thèm xin lỗi em là dài dài. Đừng nghe những gì con trai nói, đừng nghe những gì con trai nói. Con trai ở giờ lâm lâm suốt tháng cũng không chịu đi tâm. Nhưng khi có mấy người đẹp chê bèn khoe tái bên như vậy. Vẫn làm le khi bước chân ra ngoài đường. Đừng nghe những gì con trai nói, đừng nghe những gì con trai nói. Hãy nhìn vào trong trái tim anh, em sẽ hiểu. Một